shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Vào luôn anh em. Đừng có gáy nha, đừng có gáy nha bạn ơi. Gáy đi. Mình bảo rồi mà, đừng có gáy nha bạn ơi. Đồ ngon phết này. Tùy máu hả? Đợi thêm máu đi. Sao mà này có người anh em ơi, đi nào. Đến lúc chúng ta săn mạng rồi. Đứa nào ở ngoài? Đứa nào ở ngoài? Điểm danh, nhanh. Vừa thêm một đứa ngoài này anh em ơi, chỉ chờ cho nó điểm danh thôi. Điểm danh, nhanh, nhanh. Báo danh anh qua anh kêu ra này. Kêu cho nó lẹ này, tí nữa đỡ phải vòng lại anh em. Trên này. Lại trên tầng rồi. Lại trên tầng rồi. Dính, quay làm quả dính auto chảo. Dính auto chảo, thế nó mới đen. Thế nó mới đen, thế nó mới đen này. Lên bảng. Láo nha. Nhiều thằng cho nó tính chơi láo với mình cơ anh em ơi, láo với kẹo là xanh mộ luôn nhá. Riêng kẹo là kẹo không có đùa anh em. Đi các bạn. Láo với mình cho xanh mộ luôn, còn máu phát. Thằng bé nó gầy mình nên là chúng ta bỏ qua, không rút đồ ở dưới nữa. Kiếm xe đây các bạn ơi, hoặc là bây giờ lấy cánh đầu nhá. Mình sẽ lên trên cánh đầu. Để xem kiếm được nhiều kill hơn là mình vui. Chứ ở dưới này thì kiếm được mấy kill đâu. Phải lên trên, đấy. Có nấm này, nấm hai củ này. À, đang còn người, đang còn người. Đang còn người ngay góc này luôn, thấy lên trên làm gì. Ui, 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 ui. Chỗ nào nhỉ? Đây à, đây à, đây à, đậu xanh này. Đậu xanh đây à, đây à, đây à, đây à. Tưởng gì cơ, tưởng gì cơ. Đây à, bắn ai vậy, bắn ai vậy. Bắn ai vậy. Bắn ai vậy, bắn ai. Bắn ai vậy. Bắn ai vậy. Bắn ai vậy, bắn ai. Bắn ai vậy. Nào. Bắn ai vậy, bắn ai vậy. Bắn ai vậy. Bắn ai vậy. Bắn này, bắn này, bắn này, bắn này, bắn này. Hơi bị sai lầm rồi nhá, bắn ai đây. Thanh niên này. Thích bắn này. Cho bắn luôn. Tớ thích bắn mà hay à. Có mấy cái sửa rác. Được đấy. Rồi còn máu các bạn ơi. Ngon lành luôn nhờ. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Mà mình kiếm bây giờ không kiếm được xe. Còn mỗi hai quả bóng keo. Thôi thì ui ui. Z zone anh em ơi. Bom chuẩn bị rơi, bom chuẩn bị rơi. Thế này có lẽ ngồi nhà thôi, ngồi nhà thôi. Ngồi nhà chờ mò bắn chơi này. Ui cái nỏ này chơi thích lắm anh em ạ. Kiểu nó sát thương lan mà này. Lan cực rộng luôn này. Đấy. Có ngắm hãy cơ luôn. Mình thề với anh em luôn kiểu nỏ chất cập nhật phiên bản Omen 18 này. Chơi nỏ cực phê luôn, cực đã, cực thích luôn anh em. Gì đấy, bom nổ gì kinh thế. Nổ từ từ thôi, làm gì mà căng. Ui dồi ôi. Bom nổ thôi thì cứ nổ từ từ. Đi nào các bạn. Theo chân kẹo và chúng ta tiếp tục săn mạng thế nào anh em. À quên, 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 quên. Lên trên cái đồng cơ mà. Lên trên cái đồng đu cắt treo cho nó gần. Mình chỉ sợ là đứa nào nó sấy cho thì đừng buồn. Gấu da hả? Tự nhiên hôm nay không thích chơi gấu da. Anh em bảo là gấu da. Anh đừng chơi gấu da nên là anh không chơi. Đấy em không chơi. Anh không thử nhân phẩm nữa à? Thôi em ơi, lâu lâu thử một lần thôi em ơi. Hôm qua thấy mấy lần vì nhân phẩm anh đai ngu nên anh hơi hơi sợ rồi. Thằng kia, thằng kia, thằng kia. Một đứa chạy monster chắc này. Mày đứng lại. Đứng lại con chó lợn. Đứng lại con chó lợn, 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 đứng lại con chó lợn này. Xe sắp nổ chưa em ơi. Tốn đạn phết vì nó. Nó quay lại, nó quay lại, nó quay lại à. Quỳ vãi lúa. Nó quay lại à, nó quay lại. Quay lại, thằng kia xuống xe. Xuống xe, xuống xe, xuống xe, xuống xe. Ôi một đứa trên, một đứa trên, một đứa trên. Vãi cả trưởng, vãi trưởng phết đấy. Thằng nào đây, thằng nào đây, thằng nào đây. Ok, thằng nào đây, thằng nào đây. Muốn gì, muốn gì, muốn gì, muốn gì, muốn gì. Lên bả đi. Cột máu anh em, nạp đạn đã. Thêm một keo rồi. Tuần này mình sẽ phải lượm thêm một keo thôi. Thằng bé cứ khoe con xe monster chắc cho lắm vào. Mình phá luôn cả xe luôn anh em. Thế nó mới sợ. Đây có mấy cái đồ này. Đấy đúng rồi. Ui máu lượm ít thôi. Đấy chỗ lượm đạn súng trường chính em. Đạn súng trường không có này. Lên trên này hốt xác nó. Anh em phải kiếm được đạn súng trường cơ. Nó mới ngon.
Bây giờ đạn súng trường còn mỗi 76 viên, chơi gì anh em? 4x thì chưa có đi, còn 1x thì ngon nữa. Gì vậy, bọn này không có đạn súng trường à? Gặp mấy cái thằng nghèo này khổ quá cơ anh em ơi, chúng nó chả có gì ngoài máu cả. Nếu như không muốn nói cho nó nghèo thì phải gọi là nghèo dã man con Nga luôn. Bò mãi không ngoài này. Đi anh em ơi. Tí nữa xuống kia mình nhảy sau. UAV thì nằm ngay đây rồi. Giờ tranh thủ đây vừa chạy vừa quan sát xung quanh đây có ai không kêu cho nó anh em. Chắc là mình sẽ quay lại mấy hòm xác kia đấy. Con máu, mất 50 máu này. Rồi nha, đây quay lại với cái hòm xác nãy mình bắn ngoài này này. Đấy, lượm thêm đạn súng trường. Như thế nó mới ngon anh em ạ. Một ít kia anh à? Ui chết rồi, chắc là anh bỏ lỡ rồi. Vãi trưởng rồi. Có một ít mình không lượm hả? Thôi hỏng, nhiều khi chả hiểu mắt mũi để đi đâu. Thằng này thì hỏng luôn công ạ, hỏng. Cầm mấy hai đứa nhá. Thôi không có một ít, đánh chơi 2x vậy biết sao giờ anh em, có gì sai đấy vậy. Chứ chẳng nhẽ là không có một ít là không chơi. Đến là xe ngay bên dưới. Có lên trên không em? Nó chạy đi lượn thôi, bắn phí đạn, kệ nó vậy. Đấy, nên là cứ qua đây thôi anh em, mấy đứa nào đi lượn kệ chúng nó. Chứ bắn mấy thằng đi lượn phí đạn lắm thể. Đạn súng trường cho này có không đây? Hôm nay đạn tổ liên với máu nhiều dã man luôn, đạn súng trường kiếm không ra này, ui vãi trưởng. Chả có gì ngoài máu cả. Một trận đấu đây. Được rồi nhé, thế này ổn rồi. 6 tí máu này, đạn súng trường các kiểu vô tư rồi nè. Cơ sở này không nhảy được. Đi anh em. Một đứa đây. Nó ngay đây nhá. Vỡ đầu. Thanh niên, ngôi nhà làm gì vậy? Ngôi nhà tính gầy mì đã đê 1x này. Ok. Kẹo đã có 1x rồi nha anh em. Đi nào. 7 đứa. Ôi một keo không có, vãi cả trưởng. Quay lại. Có một keo lượng phát nào. Ui tầm này mình không có một keo, chạy ra ngoài kia kiểu chạy ra ngoài kia là hơi bị ngu đấy anh em. Không có một keo dễ gãy lắm thề luôn. Thôi đành chơi liều vậy thôi anh em, mình ra ngoài này này mà có người nhá, chắc chắn mình lên bảng luôn. Đấy anh em ạ, anh em thì căng chưa? Có đâu nào bảo không căng đi, không căng thì đúng là vãi trưởng. Từ từ các bạn ơi, riêng mình thì căng dã man rồi. Người đâu ta? Cứ ra ngoài này cái coi. Ủa? Sao vậy nhỉ? Còn nấm này, ăn tạm nấm đi. Chờ cho nó chạy mo. 6 thằng nữa. Yên để xem kiếm trận tông một nữa nào anh em. Cứ ra ngoài này cho nó ngon. Chơi mì này bình thường em ít chơi mì lắm, lười. Mình thì anh em chơi thủ thì nó rất là cần. Còn anh em chơi công kích như mình thì nó chẳng cần mình đâu anh em ơi. Cứ thêm khô máu thấy đằng nào khô máu luôn thật đấy. Bo thiên về bên kia nhiều hơn. Mình đang suy nghĩ xem liệu có sang bên kia không. Liệu có nên sang không, sang sớm thì có vẻ ổn hơn đấy anh em. Không tí nữa anh em kiểu khó xa đấy, không xa được cơ. Sang sớm thì có gì tí bơi lại mà. Được. Chạy qua đảo bên này sớm thôi. Bởi vì là thật sự là mình muốn sống dai thì mình chẳng muốn gãy sớm đâu. Đúng rồi em ơi, bắn pharma tốn đạn mà. Pharma là bắn mút 3 viên một lần nhưng mà sát thương nó ok. Thế nào ở trên? Cái đầu, mình thấy cái đầu nó rồi anh em, có đầu địch nhá. Có đầu địch thì phải này. Hay là cái hòm xác nhỉ? Pha này là hơi bị vãi lúa đây anh em. Đây này, đây là địch này. Hai đứa luôn, đậu xanh vãi cả trưởng. Lên trên anh em, nữa này, đậu xanh này, lên bảng, hay lắm. Ngon, hai thằng cuối. Pharmat thì nó là khẩu súng, ui, trên này kiểu như là một đống hòm sao luôn anh em ơi. Bông keo này, có bông keo rồi. Bông keo này, vứt bớt đại tử liên đi, lượm bông keo. Phải lấy một keo các bạn ơi. Ui đừng, vãi cả trưởng, đừng thế bạn ơi. Để xem mình lút một keo phát. Còn có hai đứa, một đứa góc dưới đấy hả? Nó ngay dưới. Bình tĩnh đi em, lút mấy quả một keo này. Một keo nó cần thiết lắm. Nó vẫn đang ở dưới.
chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi, 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 chạy đi em ơi. Còn thằng nào nữa không? Vừa đứng vừa ngồi đi anh em ơi. Con keo sợ yếu này, phải cả trưởng gì vậy? Ghê. Bây giờ chỗ kia còn một đứa nữa. Nó chuẩn bị lên, nó chuẩn bị lên, nó chuẩn bị lên. Nó chuẩn bị lên, chuẩn bị lên này. Lên bả đi. Thằng cuối thì cuối ngay góc kia. Được lắm, nó chạy này, chạy này, chạy này. Chạy này, chạy này. Chạy này, chạy này. Chạy này, chạy này anh em, thằng bé đang chạy này. Bom này, bom này, ngon, bom về mình luôn. 200 máu full. Không top hơi phí anh em. Đoạn này không top hơi phí nhá, không top hơi phí nhá, không top hơi phí nhá. Yes. Top 19 kill. Ngon, quẩy này anh em. Ok này. Ten ten. Một cỏ bằng keo cuối cùng. Có mấy cái tên này. Đủ. Nữa nào. Rồi nha anh em. Như vậy trong trận đấu này mình đã có được top 1 9 kill được cộng 19 điểm luôn. Quá ổn phải không anh em? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.